không thể bỏ lỡ. Clip nữ sinh lớp 7 bất lực chịu trận khi bị đánh hội đồng, nữ kế toán chết bất thường sau khi ôm gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân. Nữ sinh lớp 7 ở Bình Dương bất lực chịu trận khi bị đánh hội đồng. Ngày 20 tháng 10 trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, trong đó có một đoạn dài hơn 13 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều nữ sinh khác đánh hội đồng giả mang. Xuất hiện trong clip trên có rất nhiều bạn học đứng xem, nhưng không ai dám vào can ngăn. Theo tìm hiểu của PV Báo Điện Tử Người đưa tin, nữ sinh bị đánh trong clip trên hiện đang là học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị xã Bến Cát. Xem thêm, clip, nữ sinh lớp 7 ở Bình Dương bất lực chịu trận khi bị đánh hội đồng. Nữ kế toán chết bất thường sau khi ôm gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân. Ngày 21 tháng 10, ông Đỗ Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, bà Vũ Thị Hòa, công chức kế toán xã bất ngờ tử vong vào ngày 18 tháng 10. Sau khi bà Hòa tử vong, rất nhiều người dân địa phương và một số người ở địa phương khác, chúng đấu giá các lô đất mặt bằng tại địa phương, đã kéo đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã xuất trình các biên lai thu tiền, do Sở Tài chính Thanh Hóa phát hành, có dấu treo của Ủy ban Nhân dân xã, được bà Hòa lập để thu tiền của các người dân chúng đấu giá. Đến thời điểm hiện tại có khoảng 10 người dân đã nộp tiền cho bà Hòa, với số tiền gần 8 tỷ đồng. Theo ông Tiến, những biên lai thu tiền này được phát hành năm 2005, hiện không còn giá trị sử dụng, nhưng bà Hòa không tiêu hủy mà giữ lại để lập và bàn giao cho dân để thu tiền trái quy định. Xem thêm, nữ kế toán chết bất thường sau khi ôm gần 8 tỷ đồng tiền đất của người dân. Cận cảnh panorama trên đỉnh Mã Pị giữ lệnh đình chỉ hoạt động. Sau lùm xùm về xây dựng trái phép, tổ hợp nhà hàng panorama trên đỉnh Mã Pị, Mèo Vạc, Hà Giang, bị đình chỉ hoạt động đến nay đã gần 10 ngày. Mặc dù đang trong thời gian bị đình chỉ nhưng tổ hợp nhà hàng này vẫn mở cửa miễn phí nên vào dịp cuối tuần, nơi đây tấp nập du khách thập phương đến dừng chân tham quan. Nhân viên nhà hàng chỉ hướng dẫn du khách ngắm cảnh tại tầng 6, các tầng còn lại bị khóa trái, cấm ra vào. Xem thêm, cận cảnh panorama trên đỉnh Mã Pị giữ lệnh đình chỉ hoạt động. Đình chỉ lái, phụ xe buýt tuyến 47B bị tố đánh người trên cầu Vĩnh Tuy. Sáng ngày 21 tháng 10, đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Trang Xe Cô, cho biết hiện tại lái xe và phụ xe buýt tuyến 47B mang BKS29B-079-84 đã bị đình chỉ làm việc để báo cáo giải trình về sự việc bị người dân tố đánh người trên cầu Vĩnh Tuy tối ngày 20 tháng 10. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và nội dung. Khi đang chạy trên cầu Vĩnh Tuy, người đàn ông đi xe máy Everlast thấy xe buýt tuyến 47B mang BKS29B-079-84 chiếm trọn làn xe máy còn bấm còi inh ỏi nên bức xúc quay lại yêu cầu đi đúng làn. Tuy nhiên, thay vì di chuyển về đúng làn đường, cả tài xế và phụ xe buýt tuyến 47B hùng hổ cầm tuyếp sắt xuống vụt túi bụi vào người nhắc nhở. Sau khi đánh người xong, lái xe buýt còn rút luôn chìa khóa xe máy để mặc nạn nhân bị thương. Xem thêm. Bá Nhi, TH.